Tao chắc nó cũng không có đi học đâu. Ngày càng thưa thớt dần, tới con trưởng câu lạc bộ giờ nó rút khỏi giang hồ luôn rồi. Nay cho đàm luận về 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 triết đi, về những cái vấn đề mà mình thấy mình đọc được từ bấy lâu nay, liên quan tới triết, liên quan tới những cái vấn đề mình còn khúc mắc ở cái góc độ bản thể, qua siêu hình, vân vân, thì mình có thể mình cho những cái suy tư riêng của mình về những vấn đề mà mình đã đọc được ấy. Nay cho nói, cho chia sẻ, để cho phân tích được thêm. Chứ thường câu lạc bộ triết á, thì tôi không có vô, tôi không có vô. Mất công thì vô câu lạc bộ triết đây, nó lại định hướng tư tưởng, mình nó lại không có làm ăn gì được. Nên thành ra thôi câu lạc bộ triết tôi không có dám rớ. Đến tâm lý tôi còn không dám vô nữa. Để cho các bạn quậy được. Nhiều khi sai xíu không sao, từ từ rồi cái mình hết sai à. Chứ đụng đâu tôi cũng sửa hết, đụng đâu tôi cũng sửa hết rồi, riết rồi cái thành ra nó quen. Mấy câu lạc bộ để cho bung lụa. Rồi đây cho Minh nó bung về Đông Phương ấy, thấy chuẩn bị tới Đông Phương rồi kìa. Nay muốn Tây muốn Đông gì đó, muốn muốn chơi cái nào cũng được. Khổ ghê, cười chết. Trốn hết rồi con ơi. Môn này không có hứng thú, chứ tâm lý trị liệu coi nó vô cái bài học vậy đó. Ôi cái này chắc cho mấy bạn đi con làm, cái tự nhiên bữa trước làm nữa không được, bữa sau làm nữa cái nó bị lặp lặp vấn đề không được. À, trong đây là có hai cái thành viên chủ chốt đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, À, không chứ được. thôi bữa nay bạn tiếp tay đấy. Chiếc tay à? Ừ, bạn tiếp tay đi, có gì cái tôi đá qua cho. Ơi Dung với lại Kiệt nè, mình có cái câu chuyện gì đó mình đọc được cái chỗ nào hay hay mọi người chia sẻ đi. Mấy nay mình đọc sách Trời, nít. kiếm cái đó chất Thế liệu nó nằm trong đó đó con. giới của Sophie rồi hãy đọc sách nít đều vui. Cho mấy cái sách nhỏ nhỏ đó, nó cho mình nhiều cái chất liệu để mình suy tư lắm á. Đúng rồi. Nó ngắn mà mình suy nghĩ nhiều. Đồng lẫm chất liệu. Chứ đọc cái cuốn này đi, mấy trăm trang cả ngàn trang, ngán chết. Ông nói vấn đề ông nói hoài không sao. Mà nói cái vấn đề trước, vấn đề sau, cái không có định nghĩa cái ý mà mình cần phải hiểu. Nè Dung với lại Kiệt nè, trong lúc mình có đọc sách chiếc á, mình có những cái khó khăn gì đó có thể đem ra cho mọi người trao đổi được. Dung đi, Anh Dung nghe. Chị, thầy ơi thầy nghe, thầy nghe. à, dạ em có một cái thắc mắc là cái em có đọc sách nó nói là cái phẩm tính cấp 1 và phẩm tính cấp 2 đó là cái gì vậy thầy? À, cái này hồi trước 75 người ta sử dụng nhiều lắm, liên quan tới cái ngôi đấy, tâm lý nó cũng xài cái đó nữa đó, tâm lý ngôi 1 gặp tâm lý ngôi 2 đó. Có đọc cái chỗ đó Dạ có, dạ có. không? À, thì nó cũng tương tự như vậy, tức là nó chia ra những cái thứ thuộc về bản chất, thì nó cũng sẽ nghe, nó cũng sẽ phân ra theo từng cái mức độ khác nhau để mà người ta xét đoán nó. Phẩm liên quan tới phẩm, cái tính chất của một cái thứ gì đó, mà nếu như mình gỡ từng lớp nó ra thì nó sẽ ngày càng nó về với cái gốc hơn. Cái gốc của nó thì là cái bản thể, cái hữu thể. Vậy thì từng cái tầng bậc ở trên của nó sẽ qua từng cái chặng 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 thì nó vô sâu hơn. Thì mỗi một cái chặng như vậy thì nó gọi bằng một cái tên khác nhau, ông thì gọi bằng kiểu này, ông gọi bằng kiểu kia. Nhưng mà trên con đường suy tư đó thì người ta sẽ thấy rằng nó có những cái lớp, những cái thứ bậc kiểu giống vậy. Cho nên thành ra người ta đặt cho nó những cái tên khác nhau, phẩm tính, mức độ, ngôi vị rồi. Thấy nó vắng quá.
mấy nay đọc sách nghe tự nhiên cái con muốn kiếm cái cuốn của cô Đeo để đọc, thấy có nhiều vấn đề. Trời sáng đọc một cái câu chuyện là nó về cái cuốn này cũng nổi tiếng anh này, cuốn gì ta, của ông Thomas Nagel. Ông này ông làm cái dẫn luận triết học hay lắm. Ông có một cái vấn đề gì nè, rồi ông nói là làm sao chúng ta biết được điều gì đó. Nhận thức luận. Hỏi con một cái câu nhận thức luận mà cái ông nói là cái để mà giải thích cho cái câu này nó không có đơn giản. Đúng rồi. Trời trời. Bây giờ người ta Rồi vẫn chưa biết mà. đúng rồi, giờ ta còn chưa biết, tại vì ông nói cái điều rất là một cái điều rất đơn giản như này, ông chỉ ra rất là nhiều cái học thuyết mà mình phải suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ nếu đó là mình biết một điều gì đó là do cái điều đó hiện hữu đúng không, nếu mà mình nói như vậy không á thì là mình bị lập luận vòng, mình bị không đi ra được vấn đề. Cái đó ở trong Tây Ba có một cái câu thuyết trình. Vậy thì cái hư vô nó có hiện hữu Tới cái điểm hư vô, nếu mà mình nói hư vô thì mình phải biết cái không phải hư vô Vậy thì mình đó. có xác định được cái thứ gì là hư vô không? Giờ mình có biết Đó. được cái hư vô Đó, không? xem Mà tới nếu đây cái phải coi là hư vô là gì. đúng, vậy thì nếu như mình nói là mình chỉ có thể biết được thứ hiện hữu, vậy thì mình đã rõ ràng mình đang biết cái hư vô mà. Mình Đúng có cái rồi, ý niệm về hư vô, nghĩa là mình biết về hư vô. chính xác. Thí dụ như bây giờ trên bàn của tôi không có cái hột quẹt. Và rõ ràng cái hột quẹt đó là hư vô trên Đúng, bàn của tôi tại thời điểm này. mình có ý niệm về cái hộp quẹt nhưng mà cái hộp quẹt nó không có tác động tới Đúng. cái giác quan của mình. Chính xác. Thành ra cái lũng của tất cả những thứ nào thuộc vào triết Tây là ở chỗ định nghĩa nội hàm. Đúng rồi. Là nó dướng chỗ đó, cái thành thử ra nó có cái mặt đối nghịch trở lại, mình bóc cái mặt đối nghịch ra, thế là nó lũng. Nó không có kiểu, nó không có nương, nó không có nương một lần nó nói chuyện, nó không bao giờ mà nó nương hai cái đối cực vô này. Nó chỉ có một thôi, cho nên thành ra nó gọi là nhị nguyên là gì đó, chỉ một trong hai thôi à. Còn của Đông Phương là nhất nguyên, bên kia thì lại là nhị nguyên. Mà Đông Phương bây giờ kiểu mà sáng con đọc một cái bài một cái đoạn dẫn nhập á, thì nó cũng nói là người Đông Phương mình bây giờ lại bị cái nhị nguyên của phương Tây Mình chạy nó theo phá, á, đúng rồi, mình nó chạy chạy, tại vì nó mình thấy nó giỏi quá về mặt khoa học kỹ thuật mà đáp ứng được cái lòng tham của mình á, theo. nó thỏa mãn cái lòng tham của mình, khoái chạy theo nó, bỏ hết trơn, bỏ nhà bỏ cửa bỏ tổ bỏ tông. Chứ có mấy ai mà đi suy tư triết học đâu, thật ra thì người nào suy tư triết học người đó giữ, còn cái đám nó không suy tư thì nó chạy theo. Chịu. Phải chịu thôi chứ sao giờ. Mình đâu có thể bắt người ta ăn cái món ăn của mình thích được. Thầy, Nghe. tự nhiên chưa mới đọc được cái đoạn này nghe cũng bảo quả người lắm á. Nó kêu là kẻ muốn chủ trương tiến hóa thì phải nhìn vào tương lai mà quên đi quá khứ. Nó nói là cuộc nghiên cứu vào quá khứ chỉ có ý nghĩa là bảo thủ để cho con đường tiến hóa không. Và cái gì học triết sử á, nên cái một nó ôn lại những cái tư tưởng cũ á, chỉ đem lại một cái thái độ bảo thủ phản động thôi, không có ích cho sự phát triển của con người mà còn gây cản trở nữa. Xong con thấy nói gì thì cũng nói được đó, kiểu tự nhiên kêu đừng có đi tìm hiểu quá khứ, trong khi những cái bây giờ của nó, cái tư tưởng của nó cũng dựa trên cái tinh thần cũ vậy. Thì cái Nhưng mà mà con mới đọc đó, cái câu con mới đọc đó là cái câu cũ xì luôn, mà bên Mác đã bảo nó hay hay gọi nó là phủ định siêu hình đó. Phủ định siêu hình là bỏ sạch sẽ, bỏ hết trơn luôn á. Thì thật ra thì cái đoạn đó là nói lại lời của tiền nhân chứ có gì mới đâu, mà tại cái thằng nói cái câu đó nó không có học sách, nó không có đọc sách lịch sử, nó không có biết hồi xưa có ông nội đâu nói rồi, nay nó nói lại nó vỗ ngược cái sưng tên, nó bảo trời tao nói cái điều rất mới mẻ đó, giờ chả ai nói, có đọc gì đâu biết.
cứ đọc đọc cây kim cỡ đâu biết rồi, bảo là cứ là mình nói thôi, mà thật ra nói lại lời tiền nhân với cô mình đâu, hiểu không? Đấy. Đúng rồi, người không biết lịch sử thì sẽ lặp lại lịch sử, mà lặp lại lịch sử không hề hay biết mà còn tưởng như là mình rất tài giỏi nữa chứ, mới ghê. Nhờ mình không học lịch sử cho nên mình xưng bản quyền riêng của mình không trùng lại ông nào hết. Còn ai mà biết mình trùng lại với ông nào thì giết chết nó đi. Rồi thế là còn lại anh mình. Nghe tư tưởng là tư tưởng phát xít á. Thầy ơi, Ơi. cái hôm trước con có đọc một cái phần triết mà nó qua bên đặt phía Đông Phương, Vâng. thì triết học Ấn Độ á, chung một cái bối cảnh văn hóa thời cổ đại với lại Phật giáo, thì cái tư tưởng là cho rằng là một cái vạn vật được lập thành bởi bốn cái yếu tố nó gọi là cái tứ đại chuẩn, thì nó có đất địa rồi thủy hỏa không. Thì cái này có đúng đúng với lại cái bên Phật giáo không thầy? Ok, cái chỗ này bên Phật học á nó khác nha. Cái đó đó chỉ là bốn cái yếu tố của vật chất thôi, và bốn cái yếu tố nó không phải được hiểu là theo cái kiểu cái từ ngữ thông thường của nó được dùng. Ví dụ như mình nói về về phong đi chẳng hạn, là gió, cái mình nghĩ nó là gió mình mát á, thì không có phải, mà cái gốc từ của nó đó nó nói về cái chữ thà tú. À đây, cái này á, nó dịch nó là nguyên tố, hay là nó là cái nguyên, tức là cái gốc đó. À, tố là cái thành phần ấy, tức là cái thành phần gốc. À, thì như vậy nó cho rằng là vật chất có cái thành phần gốc là bởi bốn thằng này, và cái tính chất phong đó, đó là cái cách mượn cái hình ảnh của gió ở trong đời thật để mà người ta gọi tên. Giống như cái vật lý thì nó vẫn dùng như vậy, ví dụ như nó bảo cái là cái hạt gì đó, hạt A bậc B C đó, thì nó lấy cái ABC đó một cái hình ảnh nào đó để nó gọi. Thì ở đây người ta cũng dùng gió để gọi, vì tính chất của nó là căng phồng và trùng 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 lại và phồng lên, đó là đặc tính của cái chất gió ở trong vật chất. Và vật chất thì thờ phải có đủ bốn chất đó thì nó mới tồn tại theo cái cách định nghĩa của cái thời Vệ Đà cho tới cái thời sau này luôn cũng như vậy. Thì người ta tin rằng vật chất nó như vậy. Ở Vệ Đà nó khác bên Phật giáo á, là nó tin cái đó, đó là cấu thành của một vạn vật, mọi thứ ở trên đời này đều thành từ tứ chủng đó hết. À, nhưng mà bên trong Phật học thì xem nó đó là có nguồn gốc từ vật chất, cấu thành vật chất chứ không phải cấu thành những thứ phi vật chất. Đó, hai cái nó khác nhau. Dạ, những cái yếu tố đó nó có phải xuất phát từ cái gọi là cái pháp không thầy? À khi mà mình gọi cái chữ pháp á, là gọi chung chung, nó tới mấy chục nghĩa, cái từ pháp nó tới mấy chục nghĩa lận. Và trong cái nghĩa của nó đó, đó là chi chi cũng là pháp, thì nó có những cái thứ mà thuộc về chân lý, cái sự thật thì cũng gọi là pháp. Cái lời dạy của bậc thánh cũng gọi là pháp. Rồi cái thứ gì mà có cái tướng trạng thì cũng gọi là pháp. Cho nên thành ra cái từ pháp nó chung lắm, nó là một cái gì đó nó chỉ cho tất cả những cái thứ xung quanh mình. Thành ra khi mà mình dùng cái từ pháp thì nó không có rõ, nó không thể hiện rõ được. Cái đó, đó thì ở trong Phật học á, là có cái phương pháp để kiểm kiểm tra được nó, cái phương pháp kiểm tra được bốn cái thằng này, nó là bốn cái đề mục để hành thiền, thiền tứ đại. Thì bằng cái phương pháp hành thiền đó thì cái hành giả đó khi có tuệ phân tích đó, thời phân tích được tứ đại ở trong người của mình, phân tích được tứ đại ở trong người của mình nha, còn bên ngoài thì không biết. Biết được cái tứ đại cấu thành ở trong người mình nó xuất hiện như thế nào, thấy được cái tính chất đó của vật chất. À, có Minh Ngọc ở cô Tú đồ vô nữa kìa.
bữa nay cái tiết để đàm luận triết học Đông Tây Kim Cổ, chứ không có học cái bài mới. Tại nay vắng quá trời vắng luôn rồi. Nãy có 3 đồng chí thôi, nay được thêm 2 đồng chí lết vô nữa. Chắc là từ những cái tuần sau nữa, chắc tôi đổi chuyển sang tài liệu khác cho quý vị học không bị ngán. Chứ tôi thấy dạy siêu hình xong cái quý vị giống như chuẩn bị siêu thoát luôn vậy. Rồi siêu thoát từ từ rồi, nó rụng rần hết rồi. Thôi, siêu hình có vẻ không ham lắm rồi. Để kiếm cái triết gì khác xíu. Ấy có ai suy tư về vấn đề gì trong vấn đề triết học đó thì cứ 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 hỏi rồi. Mình tập đi, mình tập cái cách suy tư triết học. Mọi cái thứ xung quanh mình đều có thể đem ra để suy tư triết học được hết. Trăm con đường cũng trở về có một thôi à. Cái suy tư triết học nó sẽ giúp cho mình để ngày càng đi sâu vào trong mình hơn, đi sâu vào trong cái gốc vấn đề hơn. Rồi từ đó đó mình mới lựa chọn cái đích đến cuộc đời của mình á, nó mới vững chãi được. Còn nếu mà mình không có cái suy tư triết học nó khó lắm. Làm theo sở thích thôi, thích thì làm thôi, hết thích rồi bỏ à. Có thêm kim nữa. Việt Nam mình để coi kim này, mộc này. Việt Nam mình có mộc nữa nè. Không, mộc đâu có bên Ấn Độ đâu. Quả có rồi. Kim này, mộc này, thủy có nè, quả có nè, thổ. Với mình kim mộc. Đúng rồi. Thành ra mỗi một cái hệ tư tưởng ấy, mỗi một cái hệ tư tưởng nó có cái sự xác định cấu thành nên vật chất theo kiểu khác nhau. Nhưng nó khác ở chỗ đó là cái học thuyết đó có cái phương pháp để mà người ta kiểm chứng hay không. Cái khó nó nằm ở đó. Mình đưa ra thì ok, cứ đưa thoải mái, nhưng mà có phương pháp để mà kiểm chứng không? Phải có phương pháp. Bất kỳ một cái phân môn khoa học nào đó, nó có đối tượng nghiên cứu, nhưng mà nó có phương pháp nghiên cứu hay không lại là vấn đề. Phải có phương pháp thì nó mới nghiên cứu được. Nó có thể nó có đặt những cái giả thuyết nghiên cứu, và với cái phương pháp nghiên cứu thì nó đi kiểm tra lại cái giả thuyết nghiên cứu, tiên nghiệm của nó, xem coi hậu nghiệm á, với phương pháp nó là đúng không. Thì như vậy nó mới có tính khoa học. Còn ví dụ như của Trung Quốc hay của Việt Nam mình thử đặt ra thoải mái rồi có ai kiểm không? Đâu ai kiểm này đâu. Không có cái phương pháp nào để kiểm tra nó hết á. Ví dụ như đó, ở Trung Quốc nó thêm vô kim loại đi chẳng hạn. Vậy thì cái tính kim là tính gì? Nó không có trả lời được. Nó bảo tính kim là kim loại đó, trời thôi chết bà nội luôn rồi, trong cái cây có kim loại đâu? Trong cái cây đâu có kim loại. Rồi trong cục đất đâu có kim loại. Vậy thành ra cái kim nó đưa vô là rất quá. Và cũng không có một cái phương pháp để cho người ta đi kiểm tra nó. Tại vì nếu như gọi nó là thành tố căn nguyên của vật chất thì người ta phải có phương pháp để người ta đi kiểm tra nó, để xem coi nó có phải căn nguyên của vật chất không, trong vật chất có không. Thôi mà nay mình không có phương pháp nào hết là chết. Có trong cái cây có đất nước lửa gió đầy đủ hết. Đất nước lửa gió không thể thiếu. Đất nước lửa gió không thể thiếu. Hồi nãy thầy mới nói giải thích cho cái phong rồi đúng không? Xong thì giải thích cho cái lửa nè. Cái lửa là cái người ta cái tên người ta dùng cái chữ thôi. Rồi cái nghĩa của nó là gì? Là nhiệt lượng, tức là nóng lạnh, hai trạng thái nóng lạnh. Nó là đặc trưng của lửa. Vậy thì bất kỳ sự vật hiện, sự vật nào là vật chất thì đều phải có nhiệt lượng hết. Đều phải có nhiệt lượng hết. Và làm gì trong cái cây không có được? Làm gì trong cơ thể mình không có được? Làm gì trong cái bàn không có được? Làm gì trong cục đá không có được? Không có, nó đâu có tồn tại. Vậy thành ra nó mới gọi là bốn cái thà tú, là cái nguyên tố căn bản của vật chất, không thể mất được. Dạ thầy ơi. Ơi. Dạ. Hôm trước con có đọc về cái một số cái vấn đề
như cái người ta cho cái nguyên tố đầu tiên là nước là cái nguyên tố đầu tiên xuất hiện, thì con để ý thấy là trong Kinh Thánh á, lúc mà sách sáng thế á, thì lúc đầu là trời đất còn trống rỗng, nhưng mà nó lại nói là thần khí của Chúa bay lượn trên mặt nước. Rồi trong Phật gia ơi là trong thần thoại của Ấn Độ giáo thì ban đầu nó cũng là vũ trụ là nước. Thì ông Plato hay ông Aristotle thì ông cũng cho rằng là cái nguyên tố đầu tiên là cái nguyên tố nước. Vậy thì cái nước này là nó có phải là nước hiện tại của mình không, hay là nó có một cái ý nghĩa khác nữa thầy? À, đó đó chính là cái chỗ mà nó bị thiếu và nó không có được cái sự trọn đủ á. Khi mà các cái nhà tư tưởng phương Tây cho rằng cái gì đó là cội nguồn của vật chất, thì ổng xem như cái nước đó là cái nước mà mình đang làm gì nè, đang uống này nè, thì không có đúng. Ai chứng minh được điều đó? Không chứng minh được điều đó. Thành ra ông nội nói nước, cái ông kia thấy sao? Thôi nói nước rồi tao phải nói cái khác cho nó lạ, chứ nói nước trùng lại sao? Hoặc tao nói lửa đi. Cái ông nội lửa thấy không? Con nó nói mẹ lửa nước rồi còn gì nó nói giờ? Thôi nó gió đi, nó không khí đi. Nó không khí đi. Ê, nó không khí đi cho nó lạ, cho nó khác với người ta. Xong nước rồi lửa không khí luôn rồi. Không được, không được rồi, tìm cái khác vô cho nó mới, chứ có ông nội chứng minh đâu. Không, là chứng minh không có một cái phương pháp nào kiểm tra hết trơn á. Và thần thoại của các cái quốc gia đó thì người ta cũng đi làm cái kiểu đó, tức là chỉ đưa vô thôi, đưa vô thôi, và tất cả những cái mà người ta đưa vô đó không có hệ thống luận giải kèm theo, tức là chỉ nói vậy thôi đó, nói bâng quơ thôi, nước thì là nước luôn vậy đó, chứ không có một cái sự lý giải nào hết trong tất cả các hệ thống cái tư tưởng của họ. Thành thử ra cái nước đó không phải là cái nước của mình hiện tại. Nếu như nó là cái nước của mình hiện tại thì không giải quyết được vấn đề gì hết, tại đâu chứng minh gì được đâu. Còn cái hồi nãy đó mà Kiệt nói đó, cái đó mình phải đặt lợi đó, còn khí nó phải có trước. Ở trong Kinh Thánh, thần khí của Chúa là không khí nó có trước, chứ không thể nào là nước nó có trước được. Thần khí và cái chỗ đó là nó lại bung rộng ra nữa đó đó. Là nếu như ấy, thì khí mà nó không có thì không thể nào sinh vật tồn tại được hết, không thể sinh vật tồn tại. Và nếu như khí nó không có thì làm sao nó có nước? Tại nước nó từ hai thằng khí mà ra, mà nước nó từ hai thằng khí mà ra, cho nên khí nó phải có trước về cái mặt hóa học, chứ không thể nào nói có nước nó có trước được. Hydro với oxy là hai cái khí, và từ cái khí đó nó mới đẻ ra nước. Cho nên trong Kinh Thánh khi nói cái điều đó phải hiểu là khí nó có trước, chứ không phải là hiểu là nước nó có trước, thì nó hợp lý hơn, nó khoa học hơn. Nhưng mà nó cũng không có đi đúng vô kiểu cái cội nguồn, tức là bây giờ cái nguyên tố là cái gốc này, cái gốc của vật chất thì nó vẫn không có làm rõ ra được. Nó chỉ nói vậy thôi à. À, sáng cũng mới gần đây cũng làm vụ này, còn thấy thường không? Dạ. Nữa. À, tại vì kiểu mình, tại vì đôi khi con bác bỏ mấy ổng ấy, nhưng mà con cảm giác là tại vì bây giờ mình có những cái mà mắt thấy tai nghe, Mình kiểm tra được. mình có khoa học thì mình bác bỏ cái một cái gì, nhưng mà quan trọng là hồi xưa làm sao người ta nảy ra được cái suy tư đó đó. Giống như ông đeo cái vụ mà cái mấy cái nghịch lý của Zeno này, là ông cái lúc mà ông đeo cho nghe ông gợi ông nói mấy cái nghịch lý của Zeno ra cho đệ tử ông á, cái này là cái thuyết thôi, nói cho đệ tử ông nghe, cái đệ tử ông nói xàm rõ ràng, con bắn cái cung tên là cái cung tên nó đi mà làm gì đứng yên được, mà thầy nói vậy thì xàm, Zeno xàm vậy cũng làm triết gia. Đó, đó nó dùng cái con mắt của không phải triết gia Đúng để rồi đánh giá triết đó, cái đeo cho nên mới mới đánh động đó, gia. đó là quan trọng là mày thấy vậy, nhưng mà mày có bác bỏ được cái luận lý của ổng không, cái lập luận của ổng vậy đó, mày có bác bỏ được không? Vậy nó mới gọi là nghịch lý. Ừ, nó vậy mà tao mới gọi nghịch lý, nó nghịch lý với cái mày thấy đó, người ta mới gọi nghịch lý đó con. Cho nên ông kể không phải là đơn giản là mày nói là mắt mày không thấy là mày là ổng lập luận sai, quan trọng là ổng có cái lập luận đó, Mà không bác quan bỏ trọng được. mà mày không có bác bỏ được, mày chỉ cần mày chỉ nói là đem cái thực tế vô rồi xong mày nói ừ nói sai
là sai với thực tế thôi. Tức là nếu trên phương diện sự thật ấy, thì mình biết được sự thật là cái mũi tên nó phải tới đích. Nhưng sự thật là ổng sai chỗ nào thì lại không biết. Mình không tìm ra được cái lỗi lập luận, mình chỉ bác bỏ một cái cách gọi là mình gọi là mình bác bỏ với cách cực đoan, mình không có nói vào ta là mình không có bác mà chúng lẽ ông không biết ông sai sao? Tức là cái người đi bác bỏ thì không phải là một cái người yêu mến sự thông thái. Đúng. Cái người yêu mến sự thông thái người ta sẽ suy tư liền. Tại sao nó lại như vậy? À. Thì ông Dino khi mà ông làm cái nghịch lý đó, mình ông cũng có cái dụng ý là thấy là ông cũng suy có tư những chứ. Vậy nè. Ừ, ông cũng suy tư chứ. Mà đúng ông mà. Không có được. Bây giờ ông ra đem ra ông đố người ta. Đố? Mày làm mày bỏ đi. Ừ, giọt cái chiếc da chứ gì, chiếc da đố mày. Thì, nếu mà giải được thì tao cũng học được. Mà giải không được thì thành ra tao nổi tiếng. Không phải đơn giản. Nên là mấy cái view cũng giống như là hồi bạn con hồi sáng nó hỏi, cũng là cái cuốn Homo sapiens. Cái con hỏi nó, con đố nó, đố mày kêu xì tiền là khi nào. Cái nó nói, cái con kia nó chà. Cái nó nói là thế kỷ 18. Cái con đố nó, vậy trước, vậy thế kỷ 17 chơi gì trước, người ta thở bằng cái gì? Sao? Sao? Chưa, hồi cái... nói lại hồi từ cái thời mà vũ trụ này hình thành chứ. Đó là mày, hồi xưa tao thở bằng khí gì? Hồi xưa tao đâu có quan tâm người ta thở bằng khí gì đâu. Tại vì á là không có di chỉ khảo cổ. Chứ đúng nhiều rồi. Khi nó khảo được cái nó bảo ngày xưa người ta thở bằng hydro, nó hydro nó chết. Ôi, cái con mới hỏi nó thêm con nữa, lỡ cái lúc mà cái ông đó ông đổi tên khí oxy thành khí bằng cà la băng băng gì đó, đổi tên lúc ông tìm ra ông đổi tên sao? Với thêm cái chuyện đó là người ta chứng minh rõ ràng là giữa các hạt bất kỳ cấp độ nào đều có khoảng cách. Cái con mới lấy hai cái ngón tay con chụp lại, con hỏi nó vậy tôi đố mày. Lúc mà hai ngón tay tôi chụp lại nè, là hai ngón tay của tao có thể chạm nhau không? Trời ơi, đố vậy là con dở, không phải nói gì nè. Bây giờ mày có công nhận ấy, là giữa các cái electron và proton nó có khoảng cách không? Rồi, đồng ý, tại vì học rồi. Vậy là đồng ý. Là vật chất á, là nó có khoảng cách. Vậy thì sao mày không đi xuyên tường được đi? Ừ. Nếu khoảng cách sao mà không đi xuyên tường được? Mặc dù thực tế là mày không làm được nha, nhưng mà mày bác bỏ là sao? Cái đó có một cái câu hỏi, câu đó nằm ở đâu này, thì nó trong cái lớp nào học á, có hỏi cái câu đó rồi. À, cái xem lại video đi, hồi đó hình như có học sắc pháp. Học sắc pháp có giải thích cái câu đó rồi á. Nhiều cái nó mâu thuẫn lắm, nhưng mà nó mâu thuẫn là thật ra là vì mình đánh tráo cái trường tư tưởng. Đúng rồi. Đánh tráo trường tư tưởng người ta không biết, cho nên thành thử ra là người ta thấy mâu thuẫn liền. Thì cái câu tiền đề của mình đặt ra là nó nằm ở bên này, nhưng mà lúc mà mình đặt cái câu ở giữa là nó qua chỗ khác rồi. Đấy, đấy, đấy. Rồi xong qua cái tới cái phần kết luận cái nó hết nhìn ra ở đâu là ở đâu rồi. Nó chỉ thấy, ủa sao kỳ thôi à, hết. Ê mẹ nó cũng đúng, là thế hợp lý rồi. Cái lý mọi người nó mỗi khác ghê vậy đó. Điện đi xin tư chiếc hợp lý đốt giọng vui đó. Mà mấy cái đó đó là trong trong học cái phần sắc pháp sẽ có cái sắc giàu giới mà bởi vì nó hay á, đó là lý do làm sao mình tự bảo là muốn học Phật học đi học vật lý trước đi rồi hả vô học Phật học mới thấy được nó hay. Tức là sao mà hồi xưa mà ông biết được cái chuyện đó trong cái vụ mà chứng minh được là cái khoảng cách của vật chất luôn luôn có cái khoảng cách đó giữa cái electron và cái proton đó. Rồi trong sắc pháp á, thì ông Phật là ông nói cái đó là cái sắc giao giới. Ông cũng là sắc. Ừ, ông gọi tên nó là sắc giao giới. Tức là khoảng giữa hai vật chất thì luôn luôn có một khoảng cách.
Và cái khoảng cách đó gọi là sắc vô giới. Ghê hồn vậy đó. Hồi tới đây thì mới giải thích được cái chỗ mà tại sao một cái vật nó phát được cái tín hiệu tới mắt. Ừ, trời ơi, đã lắm, rất là vô trọng, mà mình phải từ bên bên kia, tức là phải biết rất là rộng bên tùm lum thứ vậy đó. Xong mình mới vô hoặc học và mình thấy trời, ông nậu này sao lại ông biết được cái chuyện này. Mà dĩ nhiên ông không phải gọi tên giống như người ta, gọi tên giống người ta thôi thì thôi gọi luôn. Đâu hết Phật. Ông gọi tên khác, nhưng mà cái bản chất nó y rang như như cái bên kia đó, như cái bên kia mình biết. Rồ lắm. Rồi cái hồi nãy mà con nói là cái tên OC, ông đặt cái tên xí bùm bùm nào đó thì sao? Thì cái đó ông cũng có nói rồi. Cái đó trong trong danh chế định, nghĩa chế định đó. Cái đó là phi danh đúng không này? Ừ, phi danh chân. Rồi ngày chia ra rất là kỹ luôn cái chuyện đó. Trước nữa học nếu... luận lý, học cái chương khái niệm là có. Nếu mà mình nói khí oxy thì nó lại là danh trơn, phi danh trơn. Tùy. Cái đó chưa tới 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 danh trơn đâu. Cái đó chỉ là phi danh trơn thôi à. Dạ, phi danh. Phi danh hết. Những cái mà mình gọi hàng ngày đó, đó đều là phi danh không à. Mà tới danh trơn á, là nó liên quan tới tứ đế, tứ tứ pháp siêu lý á. Nè. Thì mới là lấy từ nó ra. Đúng rồi, cái đó mới là danh chân. Và cái đó thì nó không có biến đổi. Còn là mấy thằng kia thì nó còn biến đổi nhiều. Thành ra là cái góc độ ngôn ngữ học á, nó cũng có luôn. Vật lý nó cũng có, ngôn ngữ nó cũng có. Quỷ thấy học nó mới mê. Mà người ta học người ta không mê là tại vì người ta không phải đi từ mấy môn khoa học quá. Người ta học vì niềm tin thôi. Thì sao mới nói? Trời trời. À, bữa nay con có nghe thầy nói là vừa vừa khoa học vừa triết học thì hồi sáng thì con cũng vô tình đọc cái phần sách cái đại cương triết học phương Tây của Nguyễn Ước á thầy. À biết. Dạ, thì có một cái đoạn rất là hay về cái thế giới quan Newton, không biết có ai đã tìm hiểu chưa? Rồi tự nhiên con tới lúc này con muốn chia sẻ mình sách đó. Nói đi. Dạ, dạ. Thì cái thời Phục Hưng á, thì từ thế kỷ thứ 14 tới thế kỷ thứ 16, thì cái phong trào cải cách thế kỷ 16 nó đưa tới kết quả là phục hồi ý nghĩa của cái giá trị lý trí con người và cái khả năng thức những cái ý tưởng mà được thiết định bởi các tín điều tôn giáo. Nếu không có hai cái kết quả ấy á, thì chắc chắn là không thể nổi lên cái khoa học hiện đại được. Thì đồng thời thì thêm một cái yếu tố cũng gây ảnh hưởng nữa, đó là cách thức thu thập và lựa chọn thông tin cùng với các lý thuyết hình thành ra những cái thông tin đã được phân loại ra. Thì tâm điểm của tiến trình ấy là các phương pháp, hay là như người ta có thời gọi là phép quy nạp đó. Nó được ông Francis Bacon này ông trình bày minh bạch là từ đó tới nay thì nó vẫn có hợp lý. Thì ông Bacon này ông bác bỏ cái tư tưởng của Aristotle về cái nguyên nhân cứu cánh. Ông ấy nhấn mạnh là ta nên đặt cơ sở của tri thức trên cái tiến trình quy nạp. Và chúng ta thấy là một cái phương pháp có hệ thống. Tiến trình quy nạp của ổng thì dựa trên những cái bằng chứng cùng với những cái tổng hợp đặc thù và riêng rẽ được quan sát tỉ mỉ để đi tới một cái kết luận tổng quát. Đó thì ông Bacon này ổng lại có cái cảnh giác về các thần tượng của tri thức. Và ổng nói là những cái thần tượng của tri thức mà ổng nói là nguy hiểm cần phải phá hủy. Thì theo ông Will Durant này, ông cũng là một triết gia, sử gia, là một nhà văn nghĩ luôn. Thì trong cái cuốn câu chuyện triết học, bản tiếng Anh gốc của nó là The Story of Philosophy, thì có lẽ là ông nói lên cái lập trường của đã phản ánh cái suy nghĩ của ông Bacon về lập trường của phái thể phản, cái phái tinh lành á, là bác bỏ việc thờ phượng ảnh tượng, nên là ông dùng chủ thần tượng. Đó, thì cái hình ảnh ông dùng thay cho thực tại, mà một cái ý tưởng được dùng thay cho sự vật á, nói chung nó là những cái quan điểm tuy được người đời tôn thờ nhưng mà nó lại có một cái chiều hướng dẫn dắt họ đi sai đường lạc lối, tạo nên cái lầm lỗi của con người. Thì đối với Bacon á, thì ổng nêu ra bốn loại thần tượng cần phải bị hủy diệt để tái thiết tri thức.
Cái đầu tiên là cái thần tượng bộ tộc, là cái những cái sai lầm tự nhiên của loài người nói chung, tâm trí của con người tiếp thu nó vì cái lòng khát khao, muốn khát khao chấp nhận sự khẳng định cho cái điều mà chúng ta đã tin. Thần tượng thứ hai đó là thần tượng cái hang, thì những cái sai lầm của cá nhân đó, nó bao gồm những cái méo mó suy hậu quả của cái lối suy nghĩ theo tập quán của chúng ta. Còn cái thần tượng thứ ba là cái thần tượng thị trường, cái này là nó phát sinh từ cái trao đổi thương mại và sự cái bùng nổ tụ tập của con người với nhau. Thì cái giao dịch với những cái lộn xộn rối rắm đó thì xuất phát từ cái cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ. Thì thí dụ như là dùng một từ ngữ để nói lên hiệu ích khác nhau, rồi giả định là chúng là một hoặc là chúng phải giống nhau đó, thì đó là cái thần tượng của thần tượng thị trường. Còn cái thần tượng của khí quyển trong cái tiếng 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 Anh đọc là teacher, thì cái phát xuất của các tín điều đa dạng của các triết gia, cái luật sai lầm trong việc chứng minh chúng ta tin tưởng và chấp nhận điều này là điều này điều họ chỉ vì lòng trung thành hay ủng hộ một cái trường phái hay tư tưởng đặc thù nào đó. Ông Bacon này, ông cũng vạch rõ ra là trong khi thu thập chứng cứ thì ta không nên chỉ tìm những cái ví dụ để khẳng định cho một cái lý thuyết đặc thù, mà nên tích cực tìm cho ra bằng được và chấp nhận sức mạnh của các ví dụ phản biện. Và sau nhiều cái thế kỷ đi tìm chứng cứ để nhằm khẳng định những gì mà được biết tới bởi cái giáo điều thay vì là bởi lý trí, thì lập trường của ông Bacon rõ ràng mang tính cách mạng. Sở dĩ nó được một cái nhìn tổng quát như thế về thế giới là nhờ sự nổi lên của khoa học, thì thường được liên kết với tên tuổi của ông Isaac Newton này nè. Thì theo thế giới quan của ông Newton thì việc quan sát và thí nghiệm đem lại cho mình cái sự am hiểu cái định luật mang tính chi phối thế giới này. Trong thế giới thì không gian và thời gian có tính cố định, làm thành cái khung cho mọi người, cái khung cho mọi cái sự diễn ra trong đó luôn. Các đối vật hay là cái khách thể được thấy là đang chuyển động, bị chuyển động bằng sự thao tác của các định luật vật lý về chuyển động. Khiến ta nhìn mọi sự như thể là một bộ máy mà nhờ có quan sát kỹ lưỡng, ta càng ngày càng hiểu được các hoạt động của nó. Các lực lượng ở các lực nó đang cài vào nhau giữ cho cái vật chất nó chuyển động, và mình có thể dự báo được mọi sự. Trong tạm thời thì có thể mình không có thể hiểu biết được hết, nhưng mà không không thể hoài nghi rằng là tới cuối cùng ta sẽ biết hết bằng cách là sử dụng các phương pháp khoa học đã được thiết lập sẵn. Thì có thể diễn tả một cách thô thiển như sau: thế giới trên một cái quy mô lớn thì được xem là một cái tập hợp các phân tử vật chất đang chuyển động và ứng xử theo cái cung cách mà con người trước sau gì cũng dự báo được. Thì nhờ cái tư tưởng đó, cuối cùng khoa học có khả năng đưa ra lời giải thích vô song về vạn vật, và đồng thời hình thành cơ sở cho nền kỹ thuật nhằm giúp loài người ngày càng có khả năng kiểm soát môi trường và thực hiện những điều mà cho tới hôm nay ta vẫn chưa thể tưởng tượng được hết. Khoa học ngày càng tích lũy thêm, càng ngày càng trải rộng tới những lĩnh vực mà trước đây con người chưa từng biết đến, và xây dựng trên những cái nền tảng an toàn của các định luật vật lý đã thiết lập. Là một ông Newton hồi xưa là ông là một cái tín đồ ngoại đạo, ông theo Anh giáo, thì ông nghĩ rằng cái định luật là vũ trụ thao tác đều là do thượng đế thiết lập. Nhưng mà thượng đế của ông á là một cái đấng tạo hóa ngoại tại, thì một khi đã đưa vũ trụ vào chuyển động thì ngài rút lui để nghỉ ngơi và để yên vũ trụ tiếp tục hoạt động theo các định luật cố định của nó. Còn quan điểm này dễ giải phóng khoa học khỏi nhu cầu lưu tâm hoặc đếm xỉa tới thượng đế. Khoa học chỉ có việc xem xét các định luật của tự nhiên và các lý thuyết của nó trên sự quan sát, chứ không trên các tín điều tôn giáo nữa. Với sự ra đời của thế giới quan ông Newton này á, thì chức năng của triết học nó lại thay đổi. Nó là thay vì cung cấp các lý thuyết vỡ lòng về vũ trụ học, thì công tác của triết học giờ đây trở thành xem xét và phê bình các phương pháp và kết quả của khoa học, và thiết lập các giới hạn cho khoa học.
Đồng thời qua ông Kant á, thì triết học cũng bật ra là các định luật về tự nhiên, không gian hay thời gian và quan hệ nhân quả, những cái mà quả thật thành cơ sở khoa học mang bản sắc Newton thì không được nhận thấy ở bên ngoài trong thế giới độc lập của các khách thể hoặc các khách tri, mà là do tâm trí của chủ thể hoặc chủ tri cung cấp. Thì ông David Hume ổng lại vạch ra rằng các định luật khoa học không không là những cái phát biểu phổ quát và đúng, mà chỉ là tóm lại những gì mà đã được chứng nghiệm cho đến lúc đó. Chính cái phương pháp sử dụng cái phương pháp được sử dụng thu thập dữ liệu và từ chúng rút ra cái kết luận tổng quát, sản sinh ra các cấp độ khả thi ngày càng cao, nhưng ta không cách gì có thể chuyển dịch từ chỗ đó tới sự chắc chắn tuyệt đối. Ở ở cái chương trước thì có nói tới một cái một số khía cạnh của triết học. Cái ví dụ thuyết duy nguyện của Hume, ông Hume này ăn khớp với sự thúc đẩy khoa học mà vào lúc bắt đầu thế kỷ 19, nhà thần học người Anh ông William Paley thì đưa ra cái luận cứ thiên về đấng thiết kế vũ trụ, phản ánh một thế giới quan bị khống chế bởi hệ quy chiếu của một cỗ máy. Ông Paley này ổng cho rằng mục đích của việc đề xuất đấng thiết kế thì tức là thượng đế là để giải thích các dấu hiệu thiết kế trong công cuộc tạo dựng thế gian này. Phần lớn các công trình triết học của ông không chỉ để chứng minh rằng thế giới này được tạo dựng và bảo quản bởi thượng đế, thì cái phần viết này là của Natural Geology của Đại học Oxford của Anh. Tóm lại là không phải cái triết gia trong cái kỷ nguyên thứ hai ấy của khoa học đều tán trợ một vũ trụ có tính máy móc cố định của Newton. Thì ông Paley là ông chỉ trích các ý tưởng không gian và thời gian bất di dịch của Newton. Đối với vị giám mục ông Paley á, thì mọi sự bao gồm cả vật chất và sự dàn trải là vấn đề của cảm giác, của kinh nghiệm con người. Như thế thì mọi sự đều liên quan tới cái người trải nghiệm nó, và không có phương cách mang tính luận lý nào để có thể chuyển dịch từ cái tính chất tương đối của kinh nghiệm của chủ thể, tức là chúng ta, tới tính tuyệt đối ngoại tại nào đó bằng cái cách thức của riêng mình. Ông Berkeley nó ổng đã nhìn thấy trước cái ngày xuất hiện của kỷ nguyên thứ ba, và cái là cái kỷ nguyên của khoa học và triết học. Đó là một cái phần trong 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 sách. Thì em có nêu ra như thế, không ai biết có gợi cho mọi người cái chủ đề gì để phân luận không. Cảm ơn Kiệt. Cái của ông Ba Cần đó, cái đó hôm trước bên chỗ lớp bên kia mới học xong, liên quan tới bốn cái thần tượng, bốn cái ngẫu tượng. Cái cách tiếp cận của Bacon thì nó liên quan tới thực nghiệm không ạ? Từ thực nghiệm để mà đi kiểm tra hết mọi thứ, không có tin thì không có tin lý thuyết đâu, bây giờ cũng phải đi làm lại hết. Mà cái đó đó mà hôm trước cũng có hỏi bên cái lớp bên kia, chứ nó cũng thực thực nghiệm vậy đấy. Nó khá là gần gũi với duy vật à. Mà sao mấy ông duy vật không đem về mà ông dạy kỳ vậy, họ họ mới hỏi trong lớp bên kia. Sợ bốn cái đó đó, sợ bốn cái ngẫu tượng, thành ra đâu có dám đem về dạy, giấu ông đó mất tiêu. Nên lướt hết lại lịch sử thì mình sẽ thấy có nhiều cái hay ho lắm, hay ho lắm. Mình không có đủ cái thời gian để mà mình đọc hết này. Và hình như có cái quyển sách là Bộ Công Cụ, các bộ công cụ mới,
của Bakken. Ừ. Có cái quyển của nhà xuất bản Tri Thức. Người Minh Ngọc viết của Tú có hỏi han có gì không? Có suy tư gì không? Gửi cái gì đi chỉ cho suy tư, rồi xuyên hồi rồi tư, chứ không phải xuyên hồi mê. Không có rồi, hồi trước khi tôi tiếp tục quay qua thì dùng mình với Kiệt nữa à. À nãy hỏi cái này hả, để thầy xem lại. Đâu. Mà nếu cái người đời sau chỉ lấy lại rồi phát triển là cái gì vậy con? Lấy cái gì vậy? Biến tấu mấy cái tư tưởng của người đi trước về nguồn gốc phi tư của mấy ông thời đầu đâu ra? À có mấy cái ông lúc ban đầu á hả? Hỏi ổng chứ hỏi thầy sao thầy biết. Đúng không? Thì ông cái ông đó thì nay mình học, ví dụ như đời sau đi mình học mình thấy ồ rồi cái suy tư này ông hồi xưa ông đề cát á, ông suy tư gì ha, ông ra. Rồi bây giờ hỏi chứ ở ra đâu ông đề cát vậy, đi về hỏi ổng biết chứ biết đâu. Ổng xưa có ghi lại cho mình đâu. À đâu có tự nhiên đâu con, trời ơi người ta suy tư mua rụng cách cả não đó mới ra chứ sao mà có. À, còn của ông Phật thì rồi phải tu bao nhiêu a tăng kỳ kiếp chứ bộ bộ giỡn là tự nhiên cái có hà. Chứ đâu phải dễ đâu, đâu phải dễ ăn vậy con. Ba ông trước trước Gautama là có ba ông ở trên trái đất này, Gautama là thứ tư, còn ông thứ năm nữa, tranh thủ ông thứ năm đó đi học. Nãy có hỏi là cái cây nó có gió gió tức là cái sự chuyển động đó, trong cái cây có sự chuyển động không? Trong cái cây có sự chuyển động chứ, không chuyển động mà sao mà nói chuyện dinh dưỡng được, tụi này tới chỗ kia nhờ chất gió đó. Con thấy cái lá cây nó ngủ không? À, đêm cái nó cụp lại, sáng cái nó giờ giãn ra. Đó, nó cũng là chất gió. Chất gió nó làm cho căn phòng trùng lại. Đó là chất gió. Chứ không phải là gió là cái kiểu mà con ngồi gần quạt rồi cái nó mát hay không phải nha. Gió ngồi đó là nó trúng gió luôn đó. Sao mấy ông nghĩ ra được mấy cái đó hay vậy? À, mấy ổng là mấy ông nào ha? Tại vì người ta có suy tư đó, người ta có suy tư nên thành ra người ta nghĩ ra. Nhưng có ông có hệ thống à, còn có ông không có hệ thống à. Cái gió là cái mà người ta dịch ra, người ta gọi nói vậy thôi con ơi. Con học Bali đi, học Bali đi, xài đúng cái tên Bali của nó, không có bị lỗi thì gió Apo rồi đó. Nghĩ sao nếu Việt Nam ta lúc trước sẽ ra sao nếu không bị phương Bắc đô hộ? Chả biết nó sẽ ra sao. Nhưng mà biết chắc nó khác vợ. Thật ra thì phương Bắc nó chỉ đô hộ cái tộc Lạc Việt ở ngoài ngoài kia thôi con ơi. Chứ thầy nghĩ thầy ở trong đây thầy không có bị Trung Quốc đô hộ, thầy bị cái quân Lạc Việt nó đô hộ rồi. Quân Lạc Việt nó vô đây xong cái nó đô hộ cái xứ này. Bây giờ cái mình thành người Việt Nam luôn. Chứ thầy nghĩ thầy không có bị đám kia nó đô hộ. Hồi xưa cái vùng của mình hồi xưa là của Phù Nam á. Phù Nam. Cho nên thành ra mình ở trong đây đó là mình không có hẳn là thuần của cái đám Lạc Việt mà mình học trong lịch sử đâu nghe mấy đứa. Cho nên nhiều khi cũng đừng tự hào dân tộc một cách thái quá cực đoan. Mình đã lai tựa lưa hết trơn à. Nhất là cái dân ở miền Nam của mình nữa. Cái dân miền Nam của mình á, trời ơi cái gốc mà ta nói là thuần của Lạc Việt không có nhiều đâu. Lai tựa lưa hết trơn rồi.
Cho nên như quý vị để ý thấy dân miền Nam nó cứng đầu hơn miền Bắc nhiều lắm. Này có nhiều nền văn minh cổ xịn xịn cứ kêu con dữ. Thằng Dung, người Dung nó không có chịu, rõ ràng có những nền văn minh cổ xịn xịn mà cứ bảo hồi xưa là con dữ. Thì ai bảo đâu, ngay có Việt Nam mình bảo thế đâu, chứ ai bảo đâu. Vậy mình từ cái gốc nào hả? Chắc từ gốc mít, gốc xà gì đó mình Ngọc. Này, rồng thì con rồng cháu tiên ấy, con rồng cháu tiên tự hào hết sức, trong khi rồng là một cái loài súc vật. Lấy cái lấy súc vật làm cha rồi tự hào khác kiểu, nói hết sức nhảm nhí. Con rồng là một loài súc vật cũng hơn không kém. Đâu thì mới điều tra ra người Việt có xuất phát từ châu Phi. Rồi thêm á, cái đó cũng lại là thiết nữa. Trong khi đó hồi thời các mảng kiến tạo thời thời xa xưa nó có gom gì có một cục một à, nó có một cục một rồi sau đó mới phân mảnh ra, rồi riêng cục một thì nó ở đó mà phi phi Á Âu vậy, nó có một cục một đó. Nhân loại nó tự có một cục một thôi. Thì thấy nếu mà đi xem xét rồi các cái lý thuyết ở bên địa lý á, rồi nó có cái sự ổn áp hơn là bên của bên mấy ông khảo cổ. Mấy ông khảo cổ toàn tìm mấy cái di chỉ không mà không có nghiên cứu cái sự vận hành của vỏ trái đất nó như thế nào. Thành ra bắt đầu đưa ra cái thuyết nọ thuyết kia, rồi phân châu nọ châu kia, làm như hồi xưa mấy cái châu nó y gan như bây giờ vậy đó, đâu mà có đâu. Các cái mảng kiến tạo nó di chuyển mà nó chồng lấn lên nhau, tới bây giờ người ta vẫn kiểm tra được cái sự di chuyển đó bằng thực nghiệm. Rồi thì người ta ráp các mảng kiến tạo lại đó, cái thuyết về các mảng kiến tạo trôi nổi đó. Cho nên bây giờ người ta cũng bên khảo cổ người ta cũng rất là bất ngờ, người ta tìm được những cái loài sinh vật biển mà ở giữa sa mạc, người ta không biết lý giải làm sao. Cái người ta bảo hồi xưa chỉ là sa mạc, ngày xưa là biển rồi xong hết. Không hiểu sao nó vậy, nên thành ra khoa học thực nghiệm thì nó chỉ có một cái mức độ nào đó nên cậy thôi. Con người không phải từ con vượn thì bị cô kêu là tôn giáo. Thì cái con mới hỏi cô chứ, cái cô tin là con người từ con vượn ra không? Ê, cô tin là con người từ con vượn ra không? Cái cô phải nói cô tin thôi. Ôi, cô tôn giáo hơn con nữa. Tại vì cô đâu có biết cái gì là tôn giáo, cái gì là không tôn giáo đâu. Thành ra bây giờ nó vậy. Những cái người mà không có biết gì về triết hết á thì đi dạy triết. Đi dạy triết, dạy quyết liệt triết luôn. Biết dạy triết gì á. Những người không biết gì về khoa học đi dạy khoa học mới ghê vậy đó. Giờ là nó đầy hết trơn, đầy đường vậy. Bên Minh còn hơn nè, người biết mổ đi dạy mổ đó con. Chứ hồi cái đứa mà không biết mổ mà đi dạy mổ luôn đó là con mổ xong rồi là chết. Thành ra mổ rồi may lại cái bỏ kéo rồi bỏ từ lưa ở trong chân quên lấy ra. Tự học, phải tự học thôi, không có cách nào khác hết, phải cố gắng. Chứ mình không học là không hiểu biết gì hết, rồi bị người ta dạy cho khùng, cho điên, cho xàm, cho xí hết luôn. Phải mò mẫm thêm, sách vở giờ thì mình đâu có thiếu đâu. Rồi nãy giờ có Minh Ngọc ha, có Minh Ngọc phải tới tới Bạch Tú để cái gì Sĩ Tư không? Gì Sĩ Tư đã bỏ lên. Có bốn người rồng. Đọc được cái thêm một cái ngôn ngữ nữa thì thoải mái nữa ha. Đọc được ngôn ngữ nước ngoài nữa thì mình thôi, tài liệu nó mênh mông. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, tại vì cái ngôn ngữ thì lúc nào nó cũng có tính chế định hết. Cho nên thành ra có nhiều người người ta nghĩ rằng là tôi đọc cái sách của đúng cái tác giả viết nó, ví dụ như của ông
ông Marx đi chẳng hạn, ông viết, thành ra tôi đọc được đúng cái bản của ông viết, thành ra tôi sẽ tới chân lý sớm hơn người khác, cũng không hẳn đâu. Cũng không hẳn đâu. Đừng 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 nghĩ vậy, đừng nghĩ vậy. Cái ngôn ngữ nào nó cũng có tính võ đoán hết á. Nó có một cái kiểu mình còn đứa này nó so cái tài liệu mà nó đọc á, quá bất tử, quá bất tử. Ví dụ như đứa này nó hay tài liệu trường đúng không, xong cái đứa khác nó tao đọc tài liệu y thành phố Hồ Chí Minh nha. Cái lý do cho điều đó là tại vì thành phố Hồ Chí Minh lấy cao điểm hơn thì người Cần Thơ mà. Sao? Ok. Cái câu đứa khác này tao lấy Y Hà Nội nha. Cái lý do cho đó là tại vì Y Hà Nội là thủ đô nha. Xong cái còn mới vô luôn. Bây giờ có đứa nào đọc tài liệu tiếng Anh không? Không. Bây giờ có đứa nào tài liệu tiếng Anh? Nó có. Cái là dạy mày hơn. Tao không có đọc gì hết trơn. Sao cậu đọc nói gì? Vô. Tao đọc tài liệu tiếng Bali không à. Cái này cái con hỏi tụi nó, ủa tụi bay đọc mấy cái đó này, tụi bay biết cái gốc của mấy cái đó đâu không? Cái tụi bay biết cái gốc không, là bên anh nói sao tụi bay không qua bên Mỹ tụi bay đọc đi. Cái nó thôi cũng biết tiếng Anh nào đọc gì ngu. Siêu cho con nó bảo là đi sống đi đào mồ cuốc mã cái ông mà viết cái đó đó lên hỏi luôn cho nó chắc. Mày vô mày cần nữa. Cái hỏi ủa sao có bên cái phát ô sao đọc cái đó không đi. Cái đó không đi là tổ chức y tế thế giới rồi đó. Mấy đứa nó cần mất tử mày. Thật ra không có hiểu biết. Không có hiểu biết nói ra như mấy em bé vậy đó, nghe buồn cười. Ừ, cái đứa nó hỏi nó học lâm sàng xong cái nó hỏi nó có một cái biện pháp, cô dạy một cái biện pháp là biện pháp đôi chi gương. Chi gương có nghĩa là dùng cái chi lành để mà mình kiểm tra cái chi bị cục. Cái định nghĩa nó là vậy đó nghe, có nghĩa là một người bị tàn tật một chi thì người ta sẽ dùng cái chi lành để kiểm tra cái chi bị cục. Ví dụ như mình cục tay trái thì mình dùng chi tay phải mình kiểm tra. Cái đứa đó nó mít lên nó hỏi cô ơi, vậy người cục hai chi làm được không? em nghe cô đó em sân lên. Cái thôi nó ngu mà thôi, cái thường nó đi nó ngu mà thôi. Không, cái chỗ đó đó suy tư triết học đi. Suy tư triết học có nghĩa là bây giờ bắt đầu vậy thì nó lật ngược lại cái bài toán là vậy là cái đứa cục hai chi giống như cái đứa có hai chi. Đúng không? Cái phương pháp của bà sẽ bị sai đối với cái hai trường hợp xảy ra là người có hai chi và người cục hai chi. Nhưng mà kiểu cái định nghĩa khái niệm của cô là cô đã đưa ra là phải có một chi lành rồi thầy. À. Ý là cô đã chốt vậy đó, rồi xong nó còn hỏi thêm câu nữa nè, chưa đâu, vậy hỏi gì còn suy tư được không? Cái nó hỏi câu gì nè, mình làm nghiệm pháp đó trên lâm sàng hiệu quả không cô? Cái con không biết là, không biết là nếu mà con là cô cũng trả lời sao luôn á. Không lẽ con nói, không biết nữa em. Làm thử đi. Biết, sách dạy đó không biết nữa em, làm thử đi. Hỏi câu gì trời. Không có một cái chút à. Không có một cái chút suy nghĩ trước khi hỏi luôn á. Ờ cái đó đó nó liên quan tới một cái bệnh rối loạn cái nội tiết tố vậy đấy, phức tạp lắm. Ở não mà người ta rớt vào trong cái trạng thái cái cảm giác cái chi của người ta là không phải của người ta đó, có biết cái bệnh đó không? À cái đó là kiểu giải thể nhân cách. Đó thì nó có một cái loại đó. Vậy thì khi mà mình định nghĩa là có một cái chi lành á, có nghĩa là ai nhận thức được cái chi đó là lành. Nếu như cái sự nhận thức cái chi đó là lành là của chính cái người mà đi xem xét luôn, tức là của bệnh nhân, thì xem như là coi chừng nha, nó rớt vô cái bệnh đó nó không có nhận thức được cái chi đó của nó là có, là xem như là tiêu luôn. Tại kiểu bên được nó cái bên phục hồi chức năng nó định nghĩa nó kiểu nó quy định rõ ràng là cái chi nào nó gọi là chi khiếm khuyết luôn á. Nó kiểu nó quy định á. Thì cái này nó đúng không đúng thì cũng không biết được, nhưng mà nếu mà ở trong cái pha đó thì nó là vậy. Vậy thì cái chỗ đó đó, cái chỗ quy định đó đó là cái quy định là của cái khách thể bên ngoài đánh giá vô trong bệnh của khách thể. Hay là của bệnh nhân tự đánh giá họ?
kiểu cái nó quy định là của khách thể thì kiểu về mặt hình mình mặc Như vậy là đúng định nghĩa là cái người bác sĩ đánh giá. đúng Thế lệ thuộc vào cái người bác sĩ. đúng rồi Ừ, vì thì người bác sĩ mà nó gặp như bác sĩ mà bị điên thì rồi. chịu ông nào cũng để ông bác sĩ đó bị điên mà có bằng thì cũng cũng cho ông đi đưa vừa đó Nhiều khi ông có bằng rộn mới điên con. Cái sự điên đâu có phải nó diễn ra trước sau gì đâu. à. Ra ăn hầu là vô trở lại triết học nữa. À, cả nào cũng vô chị mà con gặp mấy đứa nó hỏi con học chiếc chi con cũng biết trả lời sao nó học cho vui mày thấy tôi Trời, trả lời nó nè, tao học trước rồi tao biết mày đúng hay sai á. không ghê ghê cái nó hỏi ở sao biết nó Hả? ừ học Biết. chiếc Gì biết mà không biết. hỏi gạy trả lời dẫn dắt Giỡn vậy chứ người ta mới đọc triết được chứ con, xã hội nó đọc triết cái xã hội nó mới khôn ra à kìa. Thôi nhiều khi đọc chữ đó mà chưa chắc đúng ý ổng. Thật ra con đọc đúng cái ý ổng đó, con ngồi mà con nghe được cái luôn cái ngôn ngữ ổng, con cũng biết ý ổng nói gì nữa, ổng còn không biết nữa chứ đừng nói mình. Cho nên thành ra mình đừng có nghĩ đến cái chuyện là mình có thể hiểu được cái ý của người ta. Cái ý của mình còn chưa hiểu được nữa, chứ huống chi tới cái ý của người ta. Không có tới đó đâu, mình chỉ có thể một cách tiệm cận đến đó thôi, không thể nào vô tới ý của người ta được hết. Cái hành thiền Vipassana là để biết được cái ý của mình ấy. Phải là dữ lắm, tập dữ lắm, không phải đơn giản. Huống chi là ý của người ta là thôi còn vô phương nữa. Nhiều khi đó mà đọc sách mà sách dịch về nó cũng hay. Tại vì nó có thêm được cái tư tưởng của ông dịch giả nữa. Cũng chữ À đó không hay mà. Cái cũng cái chữ đó đây mà ông dịch về cái ông dịch theo cái ý ông lấy cái chữ khác ông bỏ vô. Thì cũng gần gần nghĩa vậy. Vậy thì nếu mà ông dịch giả mà ông xịn xịn á thì mình nên đọc sách dịch thôi, đừng đọc sách chính. Nhiều khi đọc sách dịch nó hay hơn á. cũng sách dịch này Ừ. đợt đọc của can mà đọc Bùi Văn Năm Sơn đọc Ui xong trời không ơi, đọc đọc cái đó rồi cũng chết luôn, không đọc không hiểu gì chết chết luôn. đó ông dịch là đúng tối hù luôn dịch là tối hù luôn một cây một cái câu đó không con không biết bên tiếng Đức là bao nhiêu chữ nha mà ông dịch qua đây là một cái câu nửa trang Trời ơi, đọc là chết luôn. hay còn quy định là nó có nhiều mức độ cái này câu chuyện học xiết luôn mọi người mắc cười lắm đọc xong cái đây không nổi rồi thôi mình vô chú giải thôi mình chú giải cho khách đó rồi vô chú giải đọc cái là chú giải cũng không hiểu nữa ok thôi thôi đi giờ kiếm của Trần Thái Đỉnh đi Kiếm chẳng thấy đỉnh đọc đỡ hơn chút. về Trần Thái Đỉnh đọc đi cái về Trần Thái Đỉnh cái mấy cái chữ mà ông Bùi Văn Năm Sơn ông dịch cái kia đó cái về đây ông Trần Thái Đỉnh đổi nữa cái không phải lọc phải học lại nữa ê ê cái đợt đó là hình như là báo cáo đúng rồi là báo cáo cái thấy bây giờ đọc Trần Thái Đỉnh này đọc rồi đó bây giờ cần thêm Nguồn nữa. một cái nữa cái nguồn cái nữa cái thấy có cái cuốn này can trong 60 phút cái lấy ra đọc là tính ra là Việt Nam mình chỉ có vài nguồn có nói về ông can Kiếm trên mạng có, kiếm trên mạng nhiều hơn á. mấy bài luận này Kiếm luận trên mạng á. Rồi đối chiếu đọc lại, chứ dĩ nhiên rồi không có nên copy rồi, phải đối chiếu lại hả? Tuần ủa tới à, cái này nói lại cái chỗ mà biết người biết ta trong trận trăm thắng này là mấy cái ông Việt Nam này ông chết á chứ ông nói là biết người biết ta trăm trận bất bại chứ không có trăm thắng nha em chỉ nói bất bại thôi còn cái chỗ mà làm sao để biết ta biết người thì ở trong cái này mới cũng mới đọc đấy cái này mới đọc đấy là cái quyển Binh Pháp Tôn Tử đó ổng có nói là năm cái thành tố mà chúng ta phải quan tâm khi mà chúng ta điều điều quân nên là phải quan tâm ổng nói một cái điều là còn năm thành tố đó là gì mình phải đọc mình mới nhớ ví dụ như là đạo nè cái đạo của cái quân đó là gì đánh tại sao đánh
đánh thì tại sao đánh? Rồi ví dụ rồi thiên thời địa lợi nè, là hai cái mình hay nghe nữa nè. Thứ hai là cái tướng đó, cái người tướng đó lãnh, cái người tướng lĩnh đó là như thế nào, và cái cuối cùng là mối quan hệ giữa người tướng lĩnh đó với lại cái ông vua. Tại vì hồi xưa là đánh không phải là đánh như kiểu bây giờ bè phái mà đánh là đánh phê, đánh vì nước á. Tại cái thời đó là thời chiến phân khu Trung Quốc mà. Rồi cái chỗ mà biết người biết ta là nếu mà biết ta thì sẽ không bại. Không bại đâu nha. Còn để mà thắng là phải biết người. Cho nên cái người giỏi là cái người phải biết người chứ không phải là người. Cái người giỏi là phải biết cả hai. Chứ không phải là chỉ biết mình. Kiểu mình biết quân mình. Với lại cái chỗ mà đánh trận là cũng có nhiều điểm mà nó khác so với thời bây giờ. Hồi xưa người ta chủ trương là đánh trận là phải nói dối á. Giả binh á. Quân bất yếm cá. Chứ mình đánh trận mà mình thật thà chết luôn. Làm tới đâu thông báo tới đâu chết luôn rồi. Không có được. Nên là cái chỗ mà biết người biết ta trăm trận trăm thắng này là cái đó là cái tư duy mà háo thắng của mấy ông nào đó chế lại hơn nha. Không phải là của gốc ông Tôn Tử nha. Ông Tôn Tử chỉ nói là biết người biết ta trăm trận không bại thôi. Chứ không phải là trăm trận trăm thắng. Không bại nhiều khi mình chạy đó con. Rồi, nhiều khi hòa chạy đó. Để trăm trận trăm thắng chết luôn. Mình coi đánh không được thì mình lui trước đi. Người ta đánh thì ta còn cái đường lui không nào dịch lại SO này. Nhưng mà câu đó còn có mấy cái sao nữa. Nó ví dụ như là biết người mà không cái gì biết ta mà không biết người thì là một thắng một bại. Còn không biết người không biết ta thì trăm trận trăm bại. Cái đó thì không có nói. Nên là kiểu nhiều khi nghe mấy câu này quen cái mình định định tư tưởng mình lại câu đó của ông Tôn Tử không phải vậy vậy. Không phải đâu. Mà tội nghiệp ổng. Học Phật học rồi á là trăm trận biết người biết ta, trăm trận là trăm bại đó. Biết người biết ta là trăm trận trăm bại. Vì suy nghĩ đi, học Phật học là dính á. Trăm trận trăm bại á. Ừ. Này chọn dùng nó phát hiện rồi. Vậy đâu có học đâu đúng không? Còn dính cái ta cái người mà không bại sao được. Kêu về đọc vô ngã tướng rồi. Của Tú hả? Tú thì dài này. Trên phim nó nghe người ta bảo đối với người mình gọi là thương thì khi thấy người ta đau thì mình còn đau hơn xảy ra đối với chính bản thân mình. Này dính mắt ha. Có những cái đau đó là nguồn gốc cái mớ cái này tôi nhớ thì dạy rồi trong T1 mà. Ông T1 đọc cái bài phân tích về yêu thương đúng cách đó, đọc cho bài Trường Xưa Mây Trắng, trong đó có hết rồi. Người ta thương bởi vì đó là con ta, vợ ta, chồng ta, người thân ta, quyến thuộc ta, quê hương đất nước ta, vân vân. Vì cái sự sở hữu đó mà cho dù cái người thương của ta đó chưa xảy ra, ta cũng lo sợ buồn khổ. Cho đến cái người đó xảy ra những cái sự bất toại thì ta càng đau khổ và buồn khổ hơn. Vâng, đấy, tôi trong đó là dạy rồi hết rồi, học rồi hết rồi. Muốn xỉu không? Muốn xỉu không? Bà thường cái mà miếng khô thay bằng con cá thò lòi cho bà mèo. Xong rồi giờ bà hỏi tôi mần vậy đúng không? Tôi muốn xỉu. Ha 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 ha.
Này mờ như vậy là sai rồi. Muốn mặn đúng là nhìn thấy đó, vô nhà ngồi bắt chéo chân, quán sát vô thường khổ vô ngã đó, nó mới đúng. Thấy vô thường không? Con thò lầu đó chết đó. Thấy vô thường không? Thấy khổ không? Thấy khổ chưa? Đó làm mèo đó, đi gìn thò lầu đó, rồi làm thò lầu đi cho mèo nó ăn. Thấy khổ không? Thấy không? Tụi nó đâu có muốn đâu, tụi nó đâu có muốn vậy đâu mà vẫn bị vậy thôi. Nó vô ngã chưa? Đi, đi 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 cho nó, đi cho nó cái mới, cho nó cái mới, cho nó sướng ở trong đó, rồi cái mình lại thấy sướng ở trong đó. Trời ơi, nay con mèo ta được được ăn ngon rồi, nó không còn chơi con thò lầu như vậy nữa thì nó dính vô cái khác rồi, nó cũng cũng y gan vậy thôi. Một cái toại thì có tâm tham, một cái bất toại thì có tâm sân thôi, nó có khác gì đâu. Cái chỗ là phải suy tư tiếp nữa, từ cái chuyện đó nó cho mình thấy cái gì. Cái chuyện đó nó cho mình thấy cái gì? Cuộc đời mình không biết bao nhiêu con mèo đã đi qua, không bao biết bao nhiêu con thò lầu đã đi qua, và sau bao nhiêu con mèo và con thò lầu đó mình thấy cái gì? Mình không thấy gì hết, thầy xem như thôi rồi. Cái thấy đó mới là cái thấy quan trọng. Mà nếu mà chưa thấy thì phải nhìn cho thấy, chưa thấy thì phải nhìn cho thấy, thấy đã rồi rồi làm gì nữa làm. Chứ con mèo ăn có thò lòi, rồi có mèo nó cũng chết, rồi có thò lòi nó cũng chết, rồi ta cũng chết. Vậy ta khác gì con thò lòi đó, ta khác gì con mèo đó, ta khác gì con thò lòi đó, ta khác gì con mèo đó, ta cũng y rang vậy thôi. Thứ gì ta thích thì ta bu vô, ta chiếm lấy cho bằng được, ta đùa giỡn chơi bla bla các kiểu đấy, cũng để cho nó thỏa mãn ta thôi. Rồi xong cái ta biết được hoặc là người khác nói cho ta biết được cái đó không nên thì ta buông cái đó ra, ta đi bắt cái khác cũng vậy ha, cũng vậy. Này ta lại nghĩ là cái mới này nó tốt hơn, hay nghĩ cái mới nó tốt hơn. Dùng làm chết biết bao nhiêu con cá hả? Con mèo biết. Thôi đừng có nuôi nữa con ơi, đừng có nuôi. Cũng có nhiều người hỏi vậy đó, nhất là mấy đứa nhỏ nè, con béo nè, nó chiên da, nó khoái nuôi chó rồi lắm, nó thích nuôi chó rồi lắm, nó mê chó mặc dù nó sợ chó. Để bảo thôi đừng có nuôi, trời ơi đừng có nuôi mấy cái con đó, tội nghiệp. Tội nghiệp mình ấy, chứ không phải tội nghiệp nó đâu. Nó thì nó nghiệp đầy rồi, tội cho cái nghiệp của mình. Thôi tới về nhà là thôi thôi đầy hết luôn vậy đó. Sao thay đổi nhận thức đám sinh viên. Con hỏi một cái câu mà nó quá sức, nó quá sức của thầy. Này mà cho thầy làm bộ trưởng này chưa chắc thầy làm được nữa đó con. Thì chứ nó có học cái gì đâu, nó có biết cái gì đâu. Đấy, người ta đã nhét vào đầu nó những cái mà nó đã sai xấu rồi, nhét vào đầu nó những thứ cực đoan rồi, bây giờ làm sao làm được. Mà đó, đặc trưng của con người ta, cái xấu á, thì nó nhanh lắm. Cái gì nó xấu á, là nó không cần phải dạy đâu, nó bập 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 liền à. Cái tốt học muốn chết gì đó, sửa muốn chết gì đó, sửa không được nữa. Cho nên thành ra chuyện mà nếu mà mình học triết thì có phải là nó cực không, nó mệt không? Để đọc lên nó thấy khó hiểu, tốn năng lượng suy nghĩ, nó đi uống trà sữa đâu không khỏe à. Thành ra nó đâu có bao giờ nó mặn mòi với cái triết hay là nọ kia các môn đâu. Ê, còn thấy đi học ở trường này khó khó một xíu ấy, cắt giảm chương trình học riết rồi ta nói giống như chó đốm vậy đấy, không có gì ra gì chứ á. Trời ơi, riết rồi cái khả năng chịu đựng và cố gắng của nó tệ dữ lắm, nó tệ dữ lắm. Sao vô triết nổi, sao vô triết nổi. Con muốn mà vô được tới triết mà suy tư đấy, con nhìn lại đi nguyên một cái quá trình con coi, rồi con học từ nhỏ tới lớn con học như thế nào, cái cách con học, cái ý thức học tập vân vân. Trời ơi, con mới có cơ hội con bước vô tới triết rồi con suy tư triết. Chứ còn có rất nhiều đứa nó học chuyên ngành triết luôn, nó đã không biết cái quần gì chứ, nó gã nó không biết cái quần gì chứ, nó học chuyên ngành triết luôn đó nha, nó ra chạy ráp á. Học triết xong ra chạy ráp, giờ nó biết chứ trên đời này là Mác là số 1.
Mark là số 1. Có đứa nào là số 1 thì giết chết nó đi để Mark là số 1. Đó, nó biết coi nhiều đó thôi hết rồi đó. Cho nên thành ra là nó là một cái quá trình từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn rồi. Mà từ nhỏ thì nó lại dính tới gia đình, dính tới xã hội nữa. Trời ơi, thôi rồi luôn rồi đó. Ta nói nó đi bụi một cái là rất khó để mà kéo trở lại. Rất khó rồi. Vậy có may ra con mình dạy thôi con ơi. Chứ không có cách nào hết trơn. Chứ có con mình dạy nó từ nhỏ ra lớn lên thì nó còn đỡ. Chứ quăng như ra ngoài, môi trường ngoài thì 1 triệu đứa chắc kiếm được đứa hai đứa. À, kiếm được đứa hai đứa nó có thể tìm tòi triết học nọ kia. Ngồi kiếm không có ra, kiếm không có ra. Thầy, thầy nghe. Cái con nhắn hỏi con giờ muốn tìm hiểu chứ, thì tìm hiểu cũng dễ. Cái xong cái con kiểu con cũng biết cũng làm dễ trong được. Tự nhiên đó đâu hay đâu đọc từ nhập môn triết học rồi tới có vừa tới cái học xuân. Từ khi học dễ thì đọc ký ít nào đọc của nó thì tự tìm hiểu được. Thì con bảo nó chị... nè, bây giờ là lựa đọc cái cuốn nào cũng được hết, nhưng mà đừng có bỏ đọc. Cứ đọc đi, đến một lúc nào đó cũng vô tới triết à. Còn mà ngay từ ban đầu mà muốn sấn vô triết luôn là câu chừng đọc xong 2-3 bữa bỏ luôn, không còn đọc sách nữa. Cái cuốn này đọc á là cuốn Chủ nghĩa khắc kỷ. Cái con đọc á con thấy nó biết quá độ thấy giờ kêu con nên học nhập môn triết học, quyển triết học, cương ngục, rồi sao cũng đạt. Đập gì nói. Thế nó không phải xuất phát từ cái sự tò mò thích thú chứ. Còn mà dám hỏi cuốn nào dễ đọc, cuốn nào dễ đọc vừa vừa, cuốn nào khó khó, sao biết được. Mỗi người có cái gu khác nhau. Mà cái làm cái... kiểu thì cũng chỉ điểm kỹ thôi, nhưng mà để cho nó đọc ngoài đọc mà tìm hiểu tự tìm hiểu thì chắc không có cửa đi đưa gì chỉ là không phải mà đọc là đọc sao. Nhưng mà mình nên đưa nó thì cũng nên cho một cái quyển nào đó rồi dặn căn dặn thêm, chứ nhiều khi nó nhờ đến mình. Mình không có cho gì hết trơn, ngày xong cái nó về nó tức nó đọc ngôn tình luôn cho coi. Ê, lựa một số các cái tác giả đỡ đấy. Ê, đọc rồi từ từ vô, từ từ lên. Ví dụ như đơn giản nhất đọc cái quyển như là Đúng Việc của ông Giảng Tư Trung nè. Thấy không? Ấy thật ra nó có chả có triết gì, nhưng mà nó cũng thấy gần gũi rồi, cũng khen triết đồ các kiểu. Rồi đầu tiên cho mấy cái quyển đó trước, cho quyển đó trước rồi cũng có trích của La Tông đồ các kiểu đấy, nó cũng có màu màu nên nó từ cái nó thích à. Đúng, chính xác, kẹt nó nói chính xác, không phải cái cuốn nào để cái chữ nhập môn nghĩa là nó nhập môn đâu. Cho nên thôi mình cứ đi từ cái gì mà mình thích á, đi về cái thứ gì mình thích rồi bắt đầu mình mò mẫm mình đi vô rồi nó dễ. Chứ mà mình sấn vô học giống như sinh viên ngành triết là học ra rồi là thôi luôn, quên hết luôn, gà nó không còn biết gì hết. Vì nó đã bị bắt học, chứ không phải là bởi vì nó muốn học. Mà cái gì mà nó bị bắt thì thôi rồi, nó học có đối phó không à. Nghe cuốn tâm lý của Nikki Hayes đọc ok không này? À, cái quyển để tôi nhớ là như đây tôi có cũng mà ngàn mấy trang tảng tâm lý học đúng không? Cũng được, học có cuốn đó cũng được. Không á thì kiếm cái quyển để tôi nhớ cái tên này trước mặt tôi có. Quyển lịch sử tâm nhập môn lịch sử tâm lý học. Hình như con có đọc thử cuốn đó rồi. Đọc rồi mà không hiểu hả?
Anh phải thấy ngán này. Con thấy là để mà con đọc được cái lịch sử của cái môn bộ nào đó anh thú lắm con mới đọc này. Thôi, tại vì thầy á thì ở, xét ở góc độ học thuật thì bên đây nó có từ vựng rồi nó có ở kia rồi đó, nó còn thấy đậu đọc không nổi thôi, đọc con kia thử đi. Thử mà thấy không ổn rồi ha, đổi. Thầy mới đọc vô ai cũng thấy vui lắm. Ừ. Thầy nó dễ thương. Thì mình lựa đi, mình cứ đọc đi không sao hết trơn ấy. Đọc cuốn nào cũng được hết, mà có đọc là được ha. Mấy cuốn chiếc đầu có lại đọc nó khỏe đầu. Ừ đúng rồi, trời đọc chiếc rồi hôm qua học đọc lại tâm lý đã thôi. Con nhớ nó thoải mái rồi, nói tao hiểu đó trời ơi. Vui lắm. Phân tâm học nhập môn hả? Phân tâm nhập học môn của ông nào con? Tại vì phân tâm học nhập môn nhiều ông ghét lắm. Nhiều ông ghét. Nếu mà được thì con lấy sách trước 75 đi. Tìm PDF trước 75 á, trước 75 dịch chắc hơn. Sau 75 mấy ông ổng rất là sở thích cái mấy ông Mỹ đó, dịch mấy cái sách bển về nó không tới. Nguyễn Xuân Hiếu à. Ờ này tác giả sau này kiếm PDF của mấy cái ông kia ấy. Ừ. À, con chuyên ngành tâm lý thì con phải con đọc luôn cái tài liệu tiếng Anh của mấy ổng đi cho nó chắc con ơi. Mấy ông sau này dịch về thêm thắt vô á, nó có nhiều cái thêm rồi có cắt nữa, thêm rồi cắt theo cái tại vì nó đều kiểm duyệt hết á, rồi thêm cắt từ lưa hết trơn cho nên con đọc nó lộn xà ngầu rồi á. Đọc sách tiếng Anh được thì đọc tiếng Anh đi cho nó chắc ăn. Kajun đi sâu lắm. À, nhưng mà cái là ông tổ của ngành tâm lý học phân tích cho nên á là phần lớn là các học thuyết, và nếu như mà con muốn ứng dụng á thì đọc một số các cái ông thời sau hơn, phân tích cái hướng ứng dụng hơn của ông Le Bon đó, tâm lý học đám đông á, kiếm tài liệu của ổng thêm. Cái trường phái của Jun là nó sâu lắm, nó huyễn hoặc giờ khá mơ hồ. Đọc vô là dễ bị tưng tưng lắm á. Ổng dùng là ổng lại mượn vật lý nữa, ổng lại mượn vật lý để ổng mô tả vô nữa, tại vật lý thời đó nó hot á. Xong rồi cái nó rối nùi luôn, thuật ngữ nó tùm lum tà la trên chổng nè. Bây giờ ví dụ đọc vật lý về đọc vật lý gì vậy? Vật lý hả? Giờ đọc không biết được nó cái đọc gì nữa trời. Chữ giờ con không biết bắt đầu đâu. Tại vì nó nhiều quá. Tại vì thôi giờ bây giờ cái không biết bây giờ mấy cái kênh YouTube nó còn không nữa. Hồi trước là YouTube chân trời mới á. Chân trời mới. Ôi toàn là clip khoa học không, rất hay, vô cùng hay luôn. Mà trời mới. Ừ, một khoảng thời gian sau cái nó bị gỡ rồi. gỡ xuống nhiều ra sao trời. Thầy không biết bây giờ thì sao rồi, hồi đó là gạt clip nào là xem hết clip đó, hết clip đó hay mà nó gỡ hết hả, còn mấy cái lịch sử mà kệ có coi kìa. Hay lắm, rất là hay luôn, mà nó cập nhật nữa rồi sao giờ... sau đó rồi kiếm mất tiêu rồi không thấy nữa. Có lần thầy giới thiệu đó, xong cái mấy đứa nó cũng lên kiếm. Kêu cái nó bảo xong nó thấy gì trơn á, mất tiêu hết. Thế là kiểm tra cái bị gỡ xuống chắc bản quyền hay sao ấy. Hơi tiếc. Nhìn. Chắc coi tài sản mình khô cái này. Tự nhiên cái mút đầu vật lý cái cảm giác mình mất tóc. Chứ con học lý ở trường mà sao có gốc được. Trời trời cái lý đó cái lý gì á. Thì thấy cái đọc giờ đọc cái nó nói mấy cái thuyết nguyên thuyết đối rồi thuyết lực tử thuyết cơ học đồ nên... mà không hiểu con nói gì, nghe ông nói rồi con không hiểu ý ông này gì. Từ cái góc độ triết nó bay qua, từ góc độ triết nó bay qua, từ cái ý tưởng triết học bắt đầu nó mới quay qua đó.
như là triết học vật lý đó, hay là vật lý lý thuyết đó, nó khá là sâu á. Thì mình cứ cứ mò mẫm từ từ thôi, đụng đâu rồi mình đọc đó, đụng đâu đọc đó. Vật lý thiên văn có biết không? Biết kiểu tại ông có biết không? Không có học không á, có đọc cái sách sách chưa, rồi liên quan tới trái đất, rồi các cái trục của trái đất, nguyên phân, xung phân đồ đó, rồi mặt trời, rồi thời gian biểu kiến, rồi vân vân Lạ á. Rồi đó. Mọi người nói lại ông Copernicus thì em không biết, tại ông Can có nhắc thôi. không phải, cái đó là một cái môn, đó là một cái môn ở đại học có đó. Vật lý thiên văn. Ý thiên văn thật Vật lý có thiên văn, đi tìm dấu trình đọc đi, nó là những kiến thức cơ bản của thiên văn. thiên văn vật lý nè, Nguyễn Quang Diệu. Nhiều sách lắm không, nhiều sách lắm, thì cứ 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 đọc từ từ là biết thêm về cái thế giới vĩ mô. Đọc chiếc rồi có mấy này nói chuyện nó cũng dễ liên hệ. Đúng rồi, nó phải có tính khoa học, tức là cập nhật cái khoa học hiện đại, người ta thấy được tới đâu rồi, ta biết tới đâu rồi, cái mình bổ sung vô thì mình mới thấy được là hồi xưa ông nội đó ông nói cái đó có đúng ha, bây giờ mình mới phát hiện ra nè. Đúng rồi. Để từ cái lúc mà tôi nhớ hình như là cái lúc mà ông nào ta, hình như ông Copernicus thì đó, ông cũng nghe được cái ông làm ra được cái kính thiên văn đó, là ông lật đổ, ông lật lại trên. Tại vì ta nhìn thấy rồi. Em thấy cái tin này biết sao vậy? Đó, cũng cái chỗ đó là cái chỗ chết nữa. Nó được cái này á, nhưng mà nó lại mất cái kia. Làm được có cái kính nhìn mới qua cái ống quần hả, mà rất bắt đầu nghe ta nói, nghe phát biểu ha, không có thượng đế, không có thiên chúa, không có gì hết. Trời ơi, ta nói vớ vẩn. Mấy ông này ông thích vậy đó thầy. Cực đoan. Ông thích là tôi tìm cái này là tôi sẽ đặt Bỏ hết gì, mọi thứ khác. tôi bỏ hết mấy cái ông kia, trong khi những cái kia người ta nói người ta cũng có những cái điểm đúng mà. Thì tại vì nó không có đảm bảo cái tính chính xác ở trong khoa học. Thật ra cái tính chính xác thì người ta không có phát biểu kiểu giống vậy. Người ta nhìn tới đâu là người ta nấu tới đó thôi. Chắc là người ta nhìn tới trong một năm ánh sáng thì người ta phát biểu là trong một năm ánh sáng chúng tôi chỉ thấy như vậy, thì đâu có sai đâu. Ở bảo đi ba bác bỏ mấy thứ khác chi hả, ngu lì nữa. Mấy ông này không lẽ có phải, em cũng nghĩ là phải có một cái thế lực vô hình mà à, vậy á, tiên nhân của mình mà sao kỳ vậy đó. Cực đoan. Như đây mình đọc á, rồi bắt đầu mình mới ngẫm á, mình mới thấy mấy cái đó. Mình để giá như thì ổng đừng có nói thêm một cái nữa là ổng hay biết nhiều. Ổng nói thêm cái nữa cái lộ mẹ mấy cái ngu ra hết Phải giống như người khác phải mà ông ngừng lại ngày đó là được, rồi. đừng ngủ thêm nữa, đừng ngủ thêm nữa, đừng có lo được, đi anh sách được rồi Cái đó, thêm cái nữa cái nó lòi ra biết nhiều cái ngu rồi đó. đó. Tiếc vậy đó, cho nên thành ra mình cũng phải cẩn thận. Đúng. Mình cũng phải cẩn thận. Dạ, tập nói tôi không biết cái tôi không biết. Thì cái nào mình biết thì mình nói mình biết, mình biết tới đâu mình nói tới đó, nào mình không biết mình nói mình không biết, vậy thôi, đơn giản Mẹ gọi ca này xài thuốc chị ạ, rồi. cái đó xài thuốc này nè, cái vậy tao xài thuốc này được không, cái đó tao không biết, tao xài thuốc này đó mẹ, đó tao không biết. Thì nào Họ có hồi giờ hồi kỳ con đi vô cái lớp lớp luận lý đó thầy, thầy có nói là tận cùng của luận lý nó chính là cảm tính, mà con nhiều khi con suy nghĩ là nhiều khi chưa tới tận cùng nữa là nó là cảm tính rồi. Để ví dụ như người mình nó người ta chỉ quan sát được cái bầu trời trong vũ trụ là cũng khoảng vài chục năm ánh sáng, vài trăm năm là cùng, mà người ta suy đoán ra được toàn bộ cái cấu trúc của vũ trụ tạo cái thiết này thiết kia, Nó thì xạo nó quá, cảm tính nó chưa xạo chưa hết. quá, nó rất cảm tính. Rồi bắt đầu cái nó suy ra vậy đó, cái mấy cái ngành khác kế thừa nó, cái bắt đầu phán đại,
phán bừa, phán thí, phán càn hết vậy đó. Trời đất ơi, ta nói nó tào lao á. Mà cái thấy ớn là mấy ông mà ông phán đoán, ông bây giờ ông nhận ông phán đoán chứ. Ông nói như thật. Ông bây giờ nói là ông bây giờ ông nói là tôi nghĩ thế này nè, các bạn đừng tin nghe hay gì chứ. Nói vậy mà ai tin thằng này. Ông nói mang tin tính cổ động này. Khổ. Thấy rồi, bởi vì mình thấy phải học thôi, phải học để mình mới biết được cái giới hạn của nó tới đâu. Chứ không thôi đó là mình bị sỏ mũi dẫn đi không à. Bà ơi, hả? Có khi nào cái ông vào cái tư cái tỉnh lực của ông. Cái xong cái ông biết tài mà ông tự lái, ông chịu nhận, ông lập luận sao tới đúng. Có cái xong con. Có. Có con. Ông Huber đó với cái ông Godel. Trời, ông Huber đó là ông nói toán học nhất định phải biết, không có cái gì mà không thể biết, không biết được hết á. Trong khi ông Godel đấy thì ông nói ngược lại, có những thứ mình không có biết. Đó, mà ông đâu có chịu đâu. À, ông đâu có chịu đâu. Cái ngày mà ông kia phát công bố lên cái định luật bất toàn đấy là cái ngày mà ông Huber đó là ông về hưu. Và ông về hưu như vậy là ông vẫn không công nhận cái định luật của ông Godel, mặc dù là chứng minh nó đúng, chứng minh được, ông chứng minh bằng toán học cái định luật của ông rồi. Mà Godel cũng không chịu. Và trong mấy chục năm cuối đời của ông Huber đó là ông đi tìm cách để bác bỏ. Nhưng mà không có bác được. Nó ta chứng minh toán học nó bác bỏ nè. Dành cả phần cuối cuộc đời của ông luôn đó để mà bác bỏ ông Godel á. Vậy luôn á. Cố chấp ghê gớm vậy đó mà tới chết luôn cũng đâu làm được đâu. Mà cái ông Huber đó thì ổng có cái tầm ảnh hưởng rất lớn, tầm ảnh hưởng trong toán học rất lớn. Còn ông Godel á thì ổng có tầm ảnh hưởng, ổng không có nhiều như ông Huber, cho nên thành ra là giới toán học hầu như không ai biết tới định lý bất toàn của Godel. Ém luôn, bóp nghẹt, không tin luôn, cho nên thành ra là Godel ngồi ngớp với cái định lý á thì ổng phát triển được. Mà không phát triển được mãi là tới sau này thì bắt đầu người ta mới môi lên. Thì bắt đầu mới trở thành một cái rất là đặc biệt mà thiên hạ người ta xúm vô người ta nghiên cứu. Tới cái thời công nghệ thông tin rồi đó mới xuất hiện trở lại. Vậy luôn á, chứ bộ tưởng cái đúng là được chấp nhận đâu. Trời ơi, mấy ông cũng tranh quyền đoạt lợi vậy đó. Rồi thôi, nay nhiêu này thôi nghỉ. Coi bộ mận gì nó đỡ mệt hơn ha. Nhiều người nói được. Dạ, siêu hình cái. Có người nào nói người đó dạy người đó nói không? Không ai nói. Câu lạc bộ siêu hình. Câu lạc bộ triết học ứng dụng. Rồi thôi nghỉ, bye bye, giữ sức khỏe, mốt...